Liên quan tới vụ việc một người phụ nữ đã đăng tải trên TikTok tố bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội, mỗi lần đi xạ trị phải chi 200.000 đồng, đồng thời bị bảo vệ tại bệnh viện hành hung. Phóng viên kênh VTC14 đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp đối với chị Đậu Thanh Tâm, người phụ nữ lên tiếng tố cáo bệnh viện để có được thông tin đa chiều vào sáng ngày hôm nay. Hiện, chị Tâm đang điều trị tại khoa ngoại tổng hợp, bệnh viện đa khoa Thanh Trì. Chân trái của người phụ nữ này đang phải bó bột vì gãy xương mác. Cả cơ thể và chân của chị đều đau nhức. Nhớ lại sự việc xảy ra tại bệnh viện ca, chị Tâm không khỏi bức xúc. Theo lời kể của người phụ nữ này, vào sáng 17 tháng 8, chị mang 100 lá phiếu, mỗi lá phiếu trị giá 100.000 đồng, là quà thiện nguyện cho các bệnh nhân khoa chống đau, bệnh viện ca cơ sở 2. Khi đang loay hoay tìm người, có một người bảo vệ đi từ ngoài vào quát mắng. Sau khi lời quà tiếng lại, bảo vệ bất ngờ lao vào xô sát và cướp điện thoại của chị Tâm. À, đây là cái vết thương tích của tôi khi mà tôi bị lôi kéo, cầm tay kéo này. Đây là đây lúc trước mà cách đây lúc mà tôi mới vào viện là tôi cái chỗ này là tôi còn chảy máu cơ, còn rỉ máu đau cơ, nhưng mà sau nọ và hôm nay sang ngày thứ năm này tôi đỡ rồi. Nhưng đây chính là cái vết tích là ở ngoài da mà nhìn thấy cái thực tế này, và cái vết các vết ở mông của tôi thâm tím này. Là quá trình lúc đấy mà mới lôi kéo công tâm, nhưng bên 3-4 ngày sau bây giờ thâm hết. Đấy, và cả hai cánh tay của tôi bị bầm dập này là cũng vì bị lôi túm vào tay đây, và mà người ta kiểu nó ác ấy, người ta bóp rất là đau để người ta lê được tôi ấy. Thế là thành ra là tôi rất là bức xúc luôn. Tôi là một công dân Việt Nam, tôi không làm gì vi phạm pháp luật mà tôi bị đánh như thế, mà trong lúc bên bệnh viện không có lời xin tội lỗi tôi, và những người đánh tôi người ta vẫn đi làm bình thường. Chị có thể chia sẻ một chút là mình đã làm cái công việc thiện nguyện tại bệnh viện ca đã được lâu chưa, và chị đã chứng kiến những cái cảnh mà bệnh nhân vất vả trong thời gian qua như thế nào? Tôi ở đấy với bệnh nhân rất lâu rồi. Tôi nghe những cái tu chuyện nỗi đau của bệnh nhân này. Tôi nghe những cái ỉ nhổ ái ố của bệnh nhân về cái vấn đề nạn phong bì này. Rất nhiều. Và đến một ngày thì tôi quay lại cái câu chuyện cũ là ngày 12 tháng 8 tôi có kết nối được một mạnh thường quân từ Sài Gòn bay ra đây. Thì trong quá trình đấy thì tôi đang chờ đến đủ 5:30 để đủ các cái bệnh nhân đấy để phát một lần. Thì một bác mà bệnh nhân là đeo một cái nạng và rất là già rồi. Tôi nghĩ là già hơn cả bố tôi. Mà bác đã đau đớn như thế thì bác có trọng nạnh lên, bác có nguyện vọng là cho lấy tiền trước để bác đi vào xạ trị. Thì lúc đấy có hai người, là một người quay cái trực tiếp và một người là đồng hành cùng tôi. Thì đang đứng đấy thì ra hỏi là bác làm nguyện vọng bác muốn gì, thì em ơi, em xem giải quyết cái bác 200.000 để bác về trước bác bị xạ. Thì có dở trong cái tờ của cái xạ đấy là có tờ 200.000 màu đỏ, có cả hai em đấy làm chứng và có cả lời của bác đấy, nói là báu bở gì đâu cháu, đây này, bác già như thế này sắp xuống miệng lỗ rồi, không còn cái gì trong cuộc đời, nhưng mà mỗi lần đi xạ đây này phải như thế này mới vào được cháu này. Thì qua cái câu chuyện bác chia sẻ thì tôi nhói lòng xong rồi tôi ngày hôm sau 13 tháng 8 tôi lại quay lại chia đồ ăn sáng, thì tôi nghe là cái những cái bệnh nhân chia sẻ đấy thì bảo là hôm qua cái bác mà chống gạ lấy tiền thì bác đã không còn, hay là bệnh viện đã trả bác về trên đường về đêm qua rồi. Tôi không thể nào chịu được. Tôi, mọi người không phải ở cương vị tôi, mọi người một năm chỉ gặp bệnh nhân có một lần và có khi không có ai gặp. Nhưng mà tôi đã sống với bệnh nhân ung thư quá nhiều rồi, vì người nhà tôi mất tận 3 người nhà. À, tôi khi mà cái cơ quan chức năng chưa vào cuộc mà bên viện ca đã đưa báo đài và bảo tôi là tôi vô khống. Và bảo với tôi là tôi mang chồng con đến làm loạn trong bệnh viện, và bảo tôi chia đồ ăn trong bệnh viện là cái điều mà bộ bệnh viện không có cho phép, là hoàn toàn sai sự thật. Có rất nhiều bệnh nhân làm chứng là tôi không mang một cái gì vào ngoài 100 lá phiếu cả, và tôi cũng không có chồng con, tôi đến một mình. Và sau đấy là cái điều vu khống tôi, và tôi cần bệnh viện ca phải lên tiếng xin lỗi tôi. Nếu mà bệnh viện ca nói sai về tôi phải xin lỗi, phải có lời xin lỗi tôi. Còn cái người, hai người bảo vệ đã hành hung đánh tôi yêu cầu pháp luật phải xử nghiêm minh để làm gương cho kẻ khác. Và tôi mong muốn Bộ Y tế chấn chỉnh những cái nhân viên, những cái sai phạm. Tôi không nói là tất cả bác sĩ xấu nhé. Theo các bác sĩ, bệnh nhân sau khi điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn thì ngày 19 tháng 8 đã tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì để điều trị. Đến nay, sau 5 ngày nằm viện, tình trạng bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Với chẩn đoán là gãy kín 1/3 trên xương mác bên trái, đã bó bột, tổn thương phần mềm vùng hông bên phải, tổn thương phần mềm vùng cánh tay và ngực trái. Thì bệnh nhân đã được điều trị thuốc, theo dõi và thay bột. Thế hiện tại thì tình trạng bệnh nhân là tạm ổn định. Công an huyện Thanh Trì đang tiến hành xác minh, làm rõ những nội dung trong vụ việc trên. Liên quan tới vụ việc này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu bệnh viện ca báo cáo, làm rõ thông tin phản ánh, nghiêm túc rà soát lại quy trình, hành vi thái độ của cán bộ y tế. Chiều nay, Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện E tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Tim Mạch.
phát triển từ một cơ sở y tế chưa phẫu thuật được tim hở, trung tâm tim mạch đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trung tâm chuyên về tim mạch hoàn chỉnh, lớn mạnh trong cả nước, được bạn bè quốc tế trong cả nước công nhận và được nhân dân tin tưởng. Nhiều kỹ thuật khó và chuyên sâu đã được triển khai thực hiện, cứu sống được hàng ngàn người bệnh. Theo đó, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, bằng chuyên môn, kỹ thuật hiện đại, trung tâm tim mạch phát triển thành một trung tâm tim mạch hoàn chỉnh hàng đầu cả nước, bao gồm phẫu thuật, điều trị nội khoa và can thiệp tim mạch với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đảm bảo khám và điều trị các bệnh lý tim, mạch máu và các bệnh lồng ngực cho bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ giỏi, làm chủ được các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị bệnh lý tim mạch khó và ghi dấu ấn trên bản đồ tim mạch thế giới. Hàng năm, tại đây điều trị nội trú cho 8.000 bệnh nhân, trong đó phẫu thuật có hơn 1.300 bệnh nhân với các bệnh lý tim, mạch máu và lồng ngực. Đặc biệt, trung tâm là đơn vị đầu tiên triển khai phẫu thuật tim hở nội soi thường quy với số lượng lớn nhất trên 900 ca và tỷ lệ thành công cao gần 96%. Có nhiều công trình công bố trong, ngoài nước và chuyển giao các phương pháp này cho các đơn vị khác. Đêm qua và sáng nay, cùng với mưa lớn liên tục dội xuống Hà Nội, Thái Nguyên và nhiều tỉnh thành miền Bắc gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực. Cơ quan khí tượng nhận định miền Bắc vẫn sẽ tiếp diễn mưa lớn trong ngày mai, 24 tháng 8. Về nguyên nhân, chuyên gia khí tượng cho rằng do tổ hợp hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên cao kết hợp với gió đông nam gây ra mưa lớn. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm ngày 22 tháng 8 và sáng ngày 23 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Hòa Bình và Thái Nguyên xảy ra mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Một số nơi mưa lớn như ở Đồng Quang, Thái Nguyên, từ 19 giờ tối ngày 22 tháng 8 đến 9 giờ ngày 23 tháng 8 là 219mm. Quan Hoa, Cầu Giấy 195mm, Hoài Đức, Hà Nội là 193mm. Vượt lượng mưa lịch sử ở khu vực này 190mm vào tháng 8 năm 2022. Và cái nguyên nhân của cái đợt mưa lớn trong cái đợt mưa này thì chúng tôi đã xác định là cái hình thế đó là cái vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 50m cộng thêm với tác động của cái trường gió đông nam của khối không khí biển lớn từ phía đông vào. Vâng, về cái hình thế cái vùng xoáy thấp và cái đới gió đông nam tiếp tục duy trì, vì vậy trong ngày và đêm hôm nay, khoảng thời gian từ nay đến hết của ngày 24, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục xảy ra cái mưa lớn. Và cái lượng mưa chúng tôi nhận định là khoảng từ 50-100mm và có nơi trên 200mm. Ngoài ra thì các khu vực khác của Bắc Bộ cái lượng mưa cũng có cái lượng mưa phổ biến từ 10-30mm và có nơi trên 100mm. Sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ chuyển sang giai đoạn ít mưa từ ngày 26 tháng 8 đến hết tháng 8. Sang tháng 9, khu vực này tiếp tục có mưa nhiều và mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024 và có xu hướng gia tăng tần suất và cường độ mạnh dần từ tháng 11 năm 2024. Với các cái dự báo hiện tại thì chúng tôi dự báo là La Nina sẽ có cường độ từ trung bình cho đến mạnh. Ảnh hưởng của La Nina trong những tháng tới sẽ khiến cho mưa trên toàn quốc sẽ có xu hướng là gia tăng. Bão trên khu vực Biển Đông cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn từ khoảng nửa cuối tháng 9 và cao điểm sẽ rơi vào tháng 10 và tháng 11. Theo dự báo, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm là 5,9 cơn. Trong số đó, cơn bão đổ bộ vào đất liền cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh thành phía Nam, đề phòng khả năng cao bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ngay tại Biển Đông. Cùng với cả quá trình mà mưa tăng và bão xuất hiện nhiều hơn trên Biển Đông thì dẫn đến cái nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là khi mà các tỉnh Bắc Bộ đã trải qua giai đoạn mùa mưa, các cái độ ẩm đất cũng như là các cái trận mưa rồi đã khiến cho các cái tình trạng đất là dễ bị sạt lở cũng như là lũ quét. Cho nên là những cái cơn mưa trong tháng 9 thì có thể sẽ mang đến cái nguy cơ rất là cao về sạt lở cho khu vực Bắc Bộ. Dự báo thời kỳ tháng 9 đến tháng 11, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70% nên mưa sẽ gia tăng. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ từ tháng 9 tháng 10 năm 2024 phổ biến cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 10-30%. Do mưa bão nhiều, dự báo tình hình lũ lụt cuối năm nay cũng sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, nên người dân cần chú ý đề phòng.